Hello, chào tất cả các bạn và tất cả mọi người nha. Hôm nay là mình thấy trời nắng nha các bạn. Đây nè bạn, trời nắng nè, đẹp nha, sáng nắng tốt nha, sáng đẹp nha các bạn. Thì sẵn ở đây là mình cũng quay một cái video á để mà nói về cái con power nè các bạn, và kéo hai cái tủ lạnh, hai cái máy lạnh nha các bạn, hai cái máy lạnh và những cái thiết bị như quạt và tủ lạnh nha các bạn. Mình xài thì nếu là ban ngày là tivi, tủ lạnh, máy lạnh, quạt và những món đó nha các bạn. Và đây nè, đây là cái mạch cân bằng của mình nè, mình mua 48V nè, mình xài cho hệ 24 nha, cân bằng rất là đều nha. Và đây là cái con vàng BV2 nè, mình quay sơ cho các bạn xem. Đây vàng BV2 là sáng giờ là mình thu được gần 900 watt pin á, hiện tại là nó đang thu vô là 640 watt giờ. Và đây là con power nè, đó, và BV của nó nè, thấy không, là 140, nói chung là 140V trở lên đó, được 19A, 18A và thu được là 750W, 970W, 970W nữa các bạn. Và hiện tại là mình ở đây có một cái đồng hồ đo điện áp nè. Hiện tại nắng này nó hơi cháy nha các bạn, thông cảm nha. Đó, mình xài 463W. Thì ở đây cái xưởng của chỗ mình thì không có xài cái quạt lớn mà chỉ xài một cái quạt nhỏ 50W thôi nè. Và ở nhà bên kia của mình nè, ngay cái tay mình á, có khả năng là đương xài quạt với tivi nha các bạn. Vậy mình đi, mình qua bển nha. Hiện tại là mình ở đây mình đó, như giờ tắt rồi. Ở bên này là trưa rồi nghe, cũng trưa rồi, 10 giờ rồi. 10 giờ, hơn 10 giờ nha. Ở đây thì mình cũng đương xài hình như chạy cho một cái tủ lạnh này nè, đang chạy cho tủ lạnh này ha. Thì ở đây có một cái máy lạnh nè, chưa hoạt động nè, giờ chưa trưa nên là chưa hoạt động nha các bạn. Và đây là cũng một cái máy lạnh nè, trong phòng này nữa nha các bạn, mà cũng chưa hoạt động. Đây nè, do trưa rồi nên là không có chưa trưa lắm, mới 10 giờ nên là chưa có ngủ trưa nên không có hoạt động nha. Vậy là mình chỉ xài một cái bóng đèn nữa bạn. Bóng đèn ở đây là xài đa số là cũng xài do cái khu vực giữa này nó tối nha. Rồi thì đây đến trưa thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái là một ngày nắng tốt thì mình của cái inverter power thì nó kéo cho cái hệ thống điện mặt trời của mình á, xài cho các thiết bị điện một ngày nắng nha các bạn. Hiện tại là đương nắng tốt nè, hơi cháy nắng các bạn thấy không đó, nắng tốt nha. Giờ thì cũng trưa nha các bạn, và hiện tại cũng đang nắng tốt nè, bóng nắng nè các bạn, và trời cũng rất là trong nha. Và đây á, là mình đương mình đã bật cái điện nhà của mình lên nha các bạn. Đây chỉ bát á, là mình đã xài điện toàn bộ bên nhà của mình đây nè, là xài năng lượng mặt trời nha. Giờ mình sẽ vô coi thử coi là giờ nè, trưa nè,
12 giờ nha các bạn. Giờ 12 giờ là giờ là nghỉ trưa rồi các bạn. Giờ mình sẽ là ở đây thiết bị là mình đương xài là một cái tủ lạnh nè các bạn. Một cái đèn đương xài. Rồi bây giờ mình sẽ coi thử coi trong này. Bật máy lạnh không các bạn? Bật máy lạnh lên đi Vin. Giờ đây là cái remote nè. Giờ mình sẽ bật cái máy lạnh này nha các bạn. Giờ mình bật cái đèn cho nó sáng. Máy lạnh đang chạy nha các bạn. Đó, mình để nhiệt độ là 26 độ. Rồi tiếp theo mình sẽ qua bên cái phòng bên kia nha các bạn. Là mình sẽ bật thêm một cái máy lạnh lên nha. Và đây là máy bên này cũng bật thêm một cái máy lạnh nữa các bạn. Đây là hai cái nè. À. Đi đi cái remote đó. Rồi, nhiệt độ ở đây thì bà để tới 18 độ các bạn. Mình sẽ tăng lên cho nó được hai mấy độ. 25 độ nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên cái inverter power nha và kiểm tra thử là nó chạy là bao nhiêu kW điện nha các bạn. Ở đây có xài một cái đèn nữa nè. Giờ do trưa á, là mình sẽ nghỉ trưa ở ngoài này nha các bạn. Ngoài cái võng chỗ này là mình sẽ để một cái quạt này đi hoạt động nha các bạn. Chập nữa mình sẽ về nghỉ và giờ mình sẽ quay qua bên cái inverter power và kiểm tra cái số kilowatt điện của nó nha các bạn. Ở đây các bạn. Ở đây là cái inverter power của mình nè. Cái đồng hồ đo thì hiện tại là với trời nắng nha các bạn. Để biết nắng hay không là mình chập nữa mình sẽ bấm cái inverter này là sẽ biết kilowatt điện nha. Đây thì hiện tại là đương chạy là 2 kg nè các bạn. 2 kg bây giờ nó tụt xuống còn 1,08 kg nha. 1,75 kg nha các bạn. Giờ nó đủ lạnh là nó sẽ tụt xuống nha các bạn. Giờ mình sẽ bấm cái inverter nè. PV của nó là 145V nha. 0A. Và hiện tại á dàn pin Nhật này nó đương thu là 1,16 W nha. 1,1 kg nha. 1,1 kg nè. 1,16 kg. Dàn ký 2 đó. Và hiện tại là cái bên này dàn PV2 là 900 W pin của mình nè. Hiện cũng đương thu là 770 W. Là hai cái này là 700 chứ 1 kg là ký 7, gần 2 kg điện nha các bạn, gần 2 kg nha. Mình đương thu gần 2 kg mà mình có 2,1 kg 80. Hiện tại là giờ nó đương kéo hai máy lạnh nè. Hồi nãy á, là có một cái nó đương chạy á, là do là nó đương nó mới khởi động á, nên là điện nó cao. Bây giờ hiện tại là nó giảm nè, nó giảm lại nè, còn chưa được 1 kg điện nha. 950 W. Và áp bình nè, áp bình thì hiện tại là 25V, 26V nha, 25,8, 26V. Còn mấy cái áp bình kia là
12V7 nha, 12V5, 12V7. Giờ thì hiện tại cũng trời cũng đang nắng nha các bạn, mà nắng yếu lại xíu rồi. Giờ mình sẽ đi nghỉ ngơi thôi nha các bạn. Chừng nào tới tối mình sẽ quay lại cho các bạn xem là từ đây mấy cái tối đến lúc đi ngủ thì điện và hệ năng lượng mặt trời của mình với con power thì có đủ xài đến mấy giờ tối nha các bạn. Sau khi mình đi làm về là giờ là chiều rồi các bạn. Giờ chiều rồi, hết nắng. Hết nắng luôn rồi. Thì mình sẽ đi vô trong cái chỗ con inverter power của mình nha. Coi thử là ngày nay nó còn thu được bao nhiêu cái điện này các bạn. Vậy là áp bình của mình giờ là còn có 12 vôn mấy các bạn, 12V2 và tổng của nó là 24V rồi, được 24V7 nha. Đường xài là 436W. Giờ ở đây á, mình bấm lên cái con phần sạc mình quên của mình nữa bạn. Sáng nè. Đó, ngày nay thu được 3.3 kg. Do là đó, giờ mình lên đèn rồi đó, 3.3 kg nha các bạn. Và cái con này thì vậy, nói chung giờ này thì nó hết hết thu rồi, còn nó thu mười mấy quát. Còn mé bên này là hết thôi, còn hết thu rồi nha các bạn. Và từ đây miết đến tối nha các bạn. Thì hiện tại là do mình không biết bên kia là đi làm giờ riết đi làm á, giờ không biết bên kia là có chắc còn chưa bật CV để đương xài bên nhà nha các bạn. Giờ mình đi qua bên nhà. Sau khi mình bật đèn lên là sáng hơn nè. Và đây á là cái CV của mình nè, đang sử dụng nha các bạn. CV này mà bật lên á, CV ngay tay mình mà bật lên á là sử dụng cho hết cái nhà này nha các bạn. Giờ là 7:30, 7:20 tối nha các bạn. Nè. Và đây là toàn bộ cái hệ thống điện của mình nè các bạn. Đường xài là cho cái điện năng lượng mặt trời nha. Và mình sẽ đi qua bên cái hệ bình của mình á, và mình quay lại cho các bạn xem. Các bạn biết sao không? Do là mình sẽ kết thúc cái clip này sớm nha các bạn. Đáng lẽ là mình sẽ để 9-10 giờ tối vậy á, rồi mình vừa kết thúc clip này nha các bạn. Mà do là này, hiện tại là ngoài trời đang mưa nha các bạn. Đang mưa nè. Mình thấy mấy giọt nước nó phóng xuống không? Giờ mình sẽ đi qua bên bên hệ năng lượng mặt trời của mình. Đó, ngoài trời toàn bộ là đang mưa này. Nên và đây là hệ bình của nhà mình các bạn. Hiện tại hồi sớm á, là mình quay các bạn xem á, là điện áp là 24V7 các bạn. Giờ là còn là 24V5. Đương xài thì thắp sáng và xài luôn cái máy lạnh, tủ lạnh các bạn. Tủ lạnh thì mình xài 24/24 nha các bạn. Giờ mình sẽ bấm cái con power này cho các bạn xem. Ở đây á, con power của mình đó các bạn. Đó, hiện tại là hệ bình là còn được 3 mức pin nha các bạn, 3 cục pin nha. Đó. Giờ là watt rồi,
BV rồi là nói chung là tối đây giờ là chỉ có vôn là còn nè, battery là 24V4 nè, cái đo bên này là 24V4 nha. Đó. Đó, hiện tại là mình cũng đương xài là 200 mấy W, do là xài cái tủ lạnh là 24/24 xài điện năng lượng mặt trời nha. Và đây là toàn bộ cái hệ năng lượng mặt trời này, và mình cũng kết thúc video tại đây nha các bạn. Do đáng lẽ nếu còn sớm không mưa thì mình sẽ để tới 9-10 giờ á, mà hiện tại là với mức này thì mình xài cũng với lượng điện đó, giờ hiện tại là nó đương xuống lại các bạn thấy không, bây giờ còn có 106 W rồi. Hồi nãy nó chạy tủ lạnh, giờ thì nó inverter á, nên là lúc thì nó không, lúc thì nó chạy các bạn. Đó, như hồi nãy đó là giờ hiện đại là được 24V6 nè, nó chạy chậm lại, nó không chạy nên nó tăng vôn nha. Và cái này là mình nghĩ là chạy đi, mình bật luôn cái điện điện này các bạn, điện lưới nè, lên nè là bù lưới nè, để mình bấm nhé các bạn xem đó, nó lên chữ S nè, vì sau này nếu gần sáng nó hết điện thì nó sẽ bù lưới nha. Và mình cũng kết thúc video tại đây nha các bạn, bạn xem video thì nhớ like cho mình một like nha các bạn, like cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, giúp mình có động lực làm nhiều video được tốt hơn nha, về năng lượng điện mặt trời nha, điện sạch nha. Rồi tạm biệt các bạn và tất cả mọi người.